Thì khi mà đã chị nói là tuổi trẻ tài cao thì quý vị nhìn đây hai cô bé rất là như Chelsea này, nhìn rất là trẻ, thì em có thể nói cho quý vị biết là kể cái tuổi của em được hay không? Dạ em năm mai 20. Dạ em năm 20. Thì khi mà 20 mà ước mơ của em mà đã làm như vậy rồi, thì em có hồi xưa tới nhỏ tới lớn từ lúc bé đó là em có một cái ước mơ để mà em có bao giờ nghĩ đến là em sau này em sẽ làm cái app hay không? Em thật sự là không. Nếu mà 2-3 năm kỳ trước hỏi em có làm không thì em nói trời đời nào mà làm được. Thì cũng tự nhiên, cũng không biết tại sao thì em ban đầu học một cái lớp nó tên là Computer Science and Entrepreneurship ở trường UCI. Thì cũng tình cờ em vô lớp đó, em cũng không biết lớp đó nó dạy cái gì. Sau đó em vô thì có một mình em là người phụ nữ, mà có một mình em không biết về máy móc. Rồi xong em nói chuyện với ông thầy nói là thôi cứ ở lại đi, cứ thử ở lại mấy tuần đi rồi coi làm sao. Thì em tiếp tục ở lại, cứ học thêm, rồi sau đó thì em cũng quen mấy đứa bạn ở trong lớp, rồi em gồm lại nhau nói là ồ, thì mấy đứa bạn biết về technical development, em không biết mà em có ý kiến thì thôi mình cứ bắt đầu mình thử đi. Rồi từ đó là đem qua mấy cái cuộc thi ở trường UCI, thì là thi như gọi là pitch competition của trường business school, sau đó đem qua với trường computer science thì cũng thắng được một hai ba giải. Wow. Rồi mới là tự tin thêm, rồi sau đó mới quen với lại những người bác sĩ để giúp. Wow, có nghĩa là rất là giỏi. Và từ cái đó là cái là cái app này không phải chỉ cái app bình thường mà cái app này đã đi thi được giải. Dạ. Một cái vinh hạnh cho người Việt Nam của chúng ta. Dạ. Thực sự là như em nói là thực sự là có nhiều app out there mình không biết là có người Việt Nam làm không, nhưng mà chỉ được cái cơ duyên là như là để gặp gỡ em trên chương trình Góc Khuất đây, thì cũng được chia sẻ cho quý vị biết luôn là em ở đây bây giờ em được hợp tác với những quý anh chị bác sĩ đi trước em, rồi sau này họ cái sự ủng hộ của họ đối với em như sao? Dạ thì họ hiện tại bây giờ chẳng hạn như bác sĩ Dũng Trịnh tại Alzheimer's OC, thì cái con đường kế tiếp của em phải plan sao những bệnh tật gì đó, chẳng hạn như là diabetes, hypertension, high cholesterol, những gì đó nó sẽ quan trọng nhất để có thể cái con đường tiếp. Chẳng hạn như bây giờ là em đang làm những cái dị ứng, sau đó thì có thể em qua giúp Alzheimer's, có thể em qua giúp diabetes, mà sau đó là có cái resources nào để giúp em. Và bác sĩ đó thì dẫn em đi con đường đó để phụ em nói chính xác là cái món này tốt cho người tiểu đường hay tốt cho người bị bệnh Alzheimer's. Này bây giờ em có định học bác sĩ không? Em thì thiệt ra em không biết. Em còn rất là trẻ. Đúng như chị thấy là khi mà em theo bước chân của những người bác sĩ đó, em học rất là nhiều kinh nghiệm. Mình nói là cái knowledge, cái kiến thức, cái kiến thức rất là quan trọng. Thì mà em đã học rất là nhiều. Khi mà chị nói chuyện với em thì giống như là em không phải là 20. Em như là cái level của em rất là hiểu biết rất là nhiều. Vì em đã được theo dõi, theo đứng sau lưng, học hỏi từ người này người kia. Không phải là bác sĩ không, mà những người business person people trong cộng đồng của chúng ta nữa. Thì cái ước mơ sau này của em có thấy chưa hay là em vẫn chưa có? Tại vì em còn quá trẻ. Dạ em còn trẻ, nhưng theo chắc khoảng 2-3 năm nay mà em làm chung với NutriPair thì em rất muốn làm một người nào lớn trong business world. Mà thêm nữa là em thấy rất ít phụ nữ, mà phụ nữ ở đông. Thì em nhớ em đọc nhiều bài báo, hình như nói là chỉ có 8% phụ nữ làm lên hãng ở trong S&P 500. Thì em nghe cái đó em cũng thấy ủa sao kỳ lạ vậy? Trong 500 cái hãng mà chỉ có 8% là người phụ nữ, thì ra em mới thấy là cái đó nó motivate em. Để em muốn lên em làm theo business, để em có thể cũng phụ cộng đồng Việt Nam để dâng lên. Không biết cái này có thiệt không mà chị nghe có nhiều chị kể cho chị biết á, khi một người phụ nữ mà làm trong nhóm mà nhiều đàn ông hơn á, thì người phụ nữ đó lúc nào cũng được ưu ái hết, được mấy anh support hết á, không phải là gì hết, nhưng mà họ tôn trọng, họ cái sự mà họ nghĩ là wow, là những công việc mà chỉ có đàn ông làm thôi nhưng người phụ nữ đó cũng chịu làm, thì mình được cái sự mà họ thấy là mình giống như là giỏi, họ nể mình, họ phục mình một cái, họ quý mến mình rất là nhiều hơn, thì con đường đó lúc nào cũng thành công hết á. Dạ thì em cũng hy vọng vậy. Em hy vọng thì trong lúc nào ở trong cái thế giới mà của tech thì phần đông là đàn ông. Thì ban đầu em cũng sợ, thật sự là em sợ, nhưng sau đó thì mình nói chuyện với người ta, mình giải thích là ô, em có cái ý tưởng lớn cao như vậy, cách nào mình làm là thành sự thật, cách nào mình làm cái app này để có nhiều người sử dụng, thì người ta cũng support mình. Dù mình vô một cái đỉnh mà hơi khó khăn một chút thì cũng có người phụ mình suy nghĩ ồ,
ok, có solution, có cái cách để đi qua cái bước khó này. Không, mà chị thấy hay vì như chị nói sức khỏe đó rất là quan trọng. Mà bây giờ mình nói về, chị không có theo dõi thị trường nhiều về cái app, nhưng mà em có biết là trong thị trường bây giờ mình có bao nhiêu cái app mà nói về sức khỏe không, giúp cho sức khỏe chúng ta? Dạ, thì có rất nhiều app về sức khỏe, nhưng không có cái app nào mà giúp về trước tiên là local. Local chẳng hạn như là Orange County, mà tìm theo cái, không phải cái bệnh mà theo những cái dị ứng. Không có cái app nào mà nói là ô, nếu mà mình bị gluten free, cách nào mình chọn cái đó, hay là nó chia sẻ cho mình cái thực đơn nữa. Mà phần đông cái đó thì em cũng phải ráng nói chuyện nhiều chung với lại nhà hàng Việt Nam để có thể work chung với nhau, partner chung với nhau cách nào đó để hiểu biết về cái menu. Chứ em chưa thấy một cái app trên thị trường nào mà có như vậy hết. Đúng. Có hai cái chị muốn hỏi em là tương lai em có nghĩ là cái app này mình có thông dịch ra bằng tiếng Việt Nam không cho quý đồng hương đọc mà hiểu? Dạ, em thích câu hỏi đó lắm. Tại vì em hôm trước cũng suy nghĩ là trong Orange County thì là tiếng Mễ, tiếng Việt và tiếng tiếng Mỹ, có tiếng Đại Hàn nữa là rất là cao, tiếng Tàu nữa. Thì trước nhất là tiếng Việt và tiếng Mễ là em muốn translate qua, thì từ từ sẽ có. Bây giờ thì chưa, nhưng cái đó phải hơi lâu một chút xíu, nhưng mà sẽ có hai hứa hẹn. Sẽ có. Yeah. Không, chị thấy cũng hay ha. Yeah. Khi mà mình đọc, tại quý vị ở đây cũng biết mà đâu phải ai cũng học mà. Đúng như quý vị. Quý bác đây là qua Mỹ nó rất là trễ cho nên không có hiểu được những, chỉ có nghe là nghe hiểu nhưng mà không có rành. Thì ở đây là còn thêm một câu thứ gì chị muốn hỏi em á, là khi mà quý vị mà hay là chị bản thân mình nghi mình bị dị ứng với là một phần nào đó nhưng mà mình không có chắc và mình cứ sợ đi bác sĩ, thì khi mình dùng cái app của em á, mình có nên nói là mình bị dị ứng với là một trong những cái gì hay không? Thì có, tại cái này là phần đông nó kêu là intolerance, thì dị ứng mà cũng không có quá severe. Tại vì không có quá nặng. Thì nếu mà có chẳng hạn như dị ứng sữa đi, nhiều người Á Đông mình hay bị, chính em nè, em lactose, bị lactose intolerance. Thì nếu mà mình sợ thì mình cứ bấm vô mình choose cái đó. Nếu mà mình ăn cái thức ăn gì mà mình thấy nó không có sữa, mà mình không có đau bụng, mình không, thì thôi mình biết rồi. Thì chẳng hạn như mình lấy một cái thức ăn đó, một cái ingredient ra khỏi cái diet của mình sẽ không bị gì hết. Chỉ trừ ra nếu mình add một cái gì vô mà cái người mình không chịu được thì cái đó mới là đáng lo. Cảm ơn em. Bây giờ chị hỏi thêm góc khuất của em nha. Nãy giờ cũng hỏi nhiều nhưng mà thực sự cái này chị thấy là hay một cái. Khi một người rất là trẻ, 20 tuổi, thì khi mà em đã nỗ lực mà làm một cái app này là một cái giống như là mình nói là đứa con tinh thần của em á. Thì những người mà cỡ tuổi như em, 19, 20, tới 25 luôn, cũng cỡ trên dưới cỡ tuổi đó, thì họ có bao giờ mà nói những lời mà nó làm cho em nghĩ là em không có làm được hay không? Thì trong cái con đường này lâu lâu nó rất là cô đơn. Theo mà bạn bè hay gì đó thì bạn mình đi chơi, mình phải ở nhà mình ngồi mình họp. Hay là bạn mình đi ăn tối, mình phải ở nhà mình ngủ sớm để sáng ngày mai mình đi thi. Thì em thì cái này là đam mê của em, thì bất gì là em cũng muốn làm tới nơi tới chốn cho cái này. Nhưng em cũng phải ráng balance, công bằng với lại cái sự mà em là học sinh đại học. Thì nó rất là khó, cái góc khuất đó thì rất là khó. Đúng rồi, chị cảm ơn em để chia sẻ thực sự luôn. Là khi mà cái này là những người mà biết về em mà thấy những gì em làm, họ phải nên thông cảm cho em, phải hiểu em và thương quý em hơn. Vì đâu phải là ai cũng tuổi cỡ như em mà chịu khó vì đam mê mà bỏ hết giống như mình nói là tuổi thanh xuân của em bây giờ. Vì thật sự là cái tuổi của em mà cái tuổi này là tuổi đang vui, đang đi chơi mà đang thích đi ngoài, you know, do other things. Nhưng mà em đã vì sự nghiệp, vì đam mê, vì tương lai, vì tất cả rất là nhiều để mà nhưng mà có được một cái app mà cho quý vị khán giả sau này có thể dùng đến. Dạ, thì em có những lời nào mà nói thêm mà giúp cho quý vị khán giả đang trong thời gian này, những người mà cần một cái mà một cái mình nói là inspiring them to để mà giúp cho tinh thần của quý vị khán giả mà đang ai nông trong thời gian mà cần cái sự hiểu biết về sức khỏe hay không? Dạ, thì lúc nào ở trên mạng, chẳng hạn trên Google, trên YouTube thì cũng có những cái resource, những cái trang mạng để giúp quý vị. Thì cứ chờ chút xíu đi, rồi từ từ là NutriPair sẽ có một cái app để giúp quý vị ăn ở nhà hàng chung quanh trong dòng OC. Nhưng bây giờ là cứ
giữ gìn sức khỏe, tại vì cũng Covid này nọ thì mình cũng phải lo theo cách ăn uống và tập thể dục, ráng tập thể dục nhiều. Dạ, cảm ơn em. Thì